Vâng, kính chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả. Đã lâu rồi, chắc cũng phải rơi vào tầm cả tháng 2 tháng này chưa lên video về cái bộ bàn ăn tròn nào. Thế thì hôm nay em sẽ lên cho quý anh chị một bộ bàn ăn tròn nguyên tấm, mặt 3 phân, có đường kính là 1m27 và xếp trên 8 chiếc ghế là ghế hoa lá tây nhá. Và với video hôm nay ấy, thì cơ sở sẽ báo với quý anh chị một cái mức giá cực kỳ tốt luôn. Và xin khẳng định luôn, giá của một cái sản phẩm chất lượng cao như này mà giá chỉ ngang với một cái sản phẩm hàng bình dân thị trường thôi. Đó, đã vậy thì tí nữa em còn ưu đãi nữa cơ. Ở trên này đang là một cái mẫu ghế hoa lá tây được làm với một cái tấm vách tựa, tiếp tục là gỗ gõ Lào. Và tất nhiên thì thương hiệu của Mộc Nam Huy rồi, đó là vách tựa gỗ gõ Lào luôn luôn. Đó, một tấm vách tựa rất là lớn nha. Thay vì là những cái mẫu ghế nhỏ thì chúng em có những tấm vách tựa thì nó chỉ đâu đó khoảng một nửa so với cái tấm này thôi. Nhưng mà trên đây đó là một cái mẫu ghế lớn, nó có một cái bản vách tựa rất là lớn luôn. Đó, vách tựa qua Lào. Và trên mẫu ghế này thì cơ sở bên em cũng tiếp tục làm là mặt ghế dày 3 phân. Và tất nhiên thì trên cái độ dày của mặt ghế và mặt bàn nó hoàn toàn là bằng nhau nhá. Hoàn toàn là chất liệu gỗ gõ đỏ, đẳng cấp và giá trị. Vâng, và giá của bộ ghế này chỉ có là 49 triệu thôi. Và với bộ bàn ghế này, anh chị nào mà nhanh tay mua trong tháng 11 nhé. Tiếp tục bên em tặng cho anh quý anh chị một cái ghế dây gỗ chàm bông vàng lõi 1.900.000. Nhanh thôi quý anh chị, để lâu là mất phần đấy. Và trên này, mời anh chị xem một cái mặt bàn nguyên tấm, đường kính là 1m27 nhá. Mặt bàn này thì chúng em có một cái bộ vân khá là đẹp quý anh chị. Vân của nó rất là rõ nét sắc và từng đường vân rất là nhỏ đúng không ạ? Đấy, trên cái bản mặt dày 3 phân. Đó, mặt dày như là một cái thớt luôn, nguyên tấm, vai dày 4 phân, vai cuốn thừng. Và chân trụ thì bên em làm là trụ nguyên khối, trụ 27 với chân là chân sư tử nhá. Có 4 chân sư tử cộng thêm 4 cây trụ phụ là trụ nguyên khối, trụ 12. Quá là dày luôn. Bộ bàn này thì chỉ nên dùng trong khu vực bàn ăn thôi, làm bàn ăn thôi quý anh chị nhé, bởi vì đó là bàn tròn. Thì bên em vẫn lên những bộ bàn ăn ô vang này, bánh tây, rồi là các bàn chữ nhật. Nhưng mà dạo gần đây thì chưa lên bàn tròn, thì cũng có một số quý anh chị cũng hỏi. Thế thì nhân tiện là bên em sẽ lên cho quý anh chị bộ này. Tiêu chuẩn cao, giá tốt, là còn ưu đãi cho tháng 11 nữa thì không chốt nhanh thì chỉ có phí thôi. Và vẫn tặng kèm kính mặt bàn cho quý anh chị nhá. Tặng kèm kính mặt bàn cho quý anh chị đầy đủ. Và bảo hành trong thời gian là 5 năm. Trên chất liệu là gỗ gõ đỏ. Đó, một tiêu chuẩn rất là dày dặn, chắc chắn đúng không ạ? Cái mẫu ghế này thì có một chút cơ sở cũng chia sẻ cho mọi người chúng ta cùng xem. Đó là tiêu chuẩn của bên em làm ấy thì nó rất là cẩn thận nhá. Đó, bánh vách tựa thì rất là to. Rồi cây cối chúng em làm thì rất là sạch sẽ đúng không ạ? Đó, vách cái bản trường này rất là cao. Đó, độ đục chạm đẹp nữa. Trên cái mẫu ghế này thì chia sẻ một chút cho quý cô bác anh chị em cùng xem ấy. Đó là ở đây thì tất cả các cái tấm tựa này là cơ sở cho anh em âm mộng. Nói chung là cái này thì hàng nào nó chả có, nhưng mà ý em nói ở đây ấy, anh em âm rất là đẹp nha, nó kín này. Đó, bên dưới này những cái phần âm mộng của các cái phần xà hậu này, rồi tới các cái phần chân. Đó, và cái dáng chân thì anh em chúng em làm là dáng chân cong. Đó, cong nhả ra phía đằng sau, tạo cái tư thế đó là ôm lấy cái lưng của người ngồi. Đấy, cho nên là cái sản phẩm nó rất là thoải mái trong cái việc chúng ta ngồi, chúng ta làm bàn ăn, bàn ghế ăn nhá. Dạ vâng, sản phẩm còn nguyên mộc luôn, chưa có sơn, chưa có chà nhám, cũng chưa có cũng chả xịt nước luôn quý anh chị. Tại vì nếu mà xịt nước lên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đấy, nhưng mà thôi, bữa nay cũng chiều cũng hơi muộn rồi, tôi cũng không xịt nữa. Thì sản phẩm em cũng cứ để mộc ở đây. Anh chị nào thích mua thì có thể chốt online, hoặc anh chị có thể tới xưởng xem mộc cũng được, thoải mái vô tư. Với bộ này thì chúng em làm nó đẹp lắm, sạch lắm. Mọi người nếu thích thì chúng ta có thể quan sát luôn cả cái dưới gầm của cái sản phẩm này. Đó, mặt dưới của cái bàn đây. Chúng em đóng 3 cây đỡ rất là dài. Đó, cộng thêm 2 cây đỡ phụ để nó nằm ở trên cái chữ thập này. Đó, nằm trên cái chữ thập này nó không có bị cập kênh nhé. Đó, và mọi người xem những cái trụ là chúng em cho anh em bổ mộng hết này. Đó, bổ mộng đưa cái chữ thập xuống. Đó là cái chữ thập này nó làm mục đích là giữ cái mặt bàn. Đấy, chất cây nó đẹp như vậy cơ mà. Đấy, gầm đáy sản phẩm
quay cho quý anh chị xem. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.